Bản tin thế giới cho biết hai người đã bị thiệt mạng sau khi một hỏa tiễn của quân đội Nga tấn công vào một khách sạn tại thành phố Kyiv. Chính phủ Kiev cho biết vào thứ Ba, ngày 7 tháng 8, rằng ít nhất hai người đã bị thiệt mạng và hai nạn nhân có thể vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi một hỏa tiễn của quân đội Nga tấn công vào một khách sạn tại thành phố Kyiv tại miền trung của Ukraine. Bộ Quốc phòng đã thông báo trên mạng xã hội Telegram rằng 5 người bị thương nặng trong cuộc không kích và đã được đưa vào bệnh viện địa phương. Chính phủ Nga chưa có bình luận ngay lập tức về vụ tấn công nêu trên. Các cư dân bản xứ đã bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát và kính vỡ bên ngoài tòa nhà để ngăn chặn thêm nguy hiểm. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA đã đến thăm nhà máy nguyên tử tại tỉnh Tankers. Vào hôm thứ Ba, ngày 27 tháng 8, thì Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA là Rafael Grossi đã đến thăm nhà máy nguyên tử tại tỉnh Tankers, nơi mà chính phủ Moscow cho biết đã bị lực lượng quân sự Ukraine tấn công nhiều lần. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc quân đội Ukraine cố gắng tấn công nhà máy nguyên tử và chính phủ Ukraine vẫn chưa phản hồi về những cáo buộc tấn công nhà máy nêu trên. Tổng giám đốc cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA cho biết là ưu tiên hàng đầu hiện tại là đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả nhà máy nguyên tử tại Nga cũng như là Ukraine. Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận thường niên Tiên Ma. Quân đội Đài Loan đã tổ chức cuộc tập trận thường niên Tiên Ma vào thứ Hai, ngày 26 tháng 8 tại quận hạt Pingtung, đồng thời thí nghiệm vũ khí mới. Một cuộc tập trận nhằm để rèn luyện khả năng đối phó với sự xâm lăng từ phía bên ngoài, ngay vào thời điểm căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đang ngày một leo thang. Từ lâu thì Hoa Lục đã xem Đài Loan là một tỉnh lẻ của họ. Trong vài tháng gần đây, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã tổ chức nhiều cuộc tập trận gần đảo Đài Loan. Ông Trump và bà Harris đến các tiểu bang quan trọng để vận động tranh cử. Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có thể phụ thuộc vào kết quả của 7 tiểu bang quan trọng. Điều này có nghĩa là các ứng cử viên thường dành nhiều thời gian và nguồn lực hơn cho các tiểu bang đó. Vì vậy, sau ngày cuối tuần không vận động tranh cử, cựu tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ của ông Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến một số tiểu bang quan trọng trong tuần này. Ông Trump sẽ có bài phát biểu trước các thành viên của Hiệp hội Vệ binh Quốc gia Hoa Kỳ trong hội nghị của nhóm này tại Detroit vào ngày 26 tháng 8. Đây sẽ là chuyến thăm thứ 7 của ông trong năm nay đến tiểu bang Michigan, nơi ông đã giành chiến thắng vào năm 2016 trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của mình. Cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đại tá Hùng Cao thăm cộng đồng Việt Nam ở tại Virginia. Cựu Tổng thống Donald Trump hiện là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào thứ Hai ngày 16 tháng 8 tại trung tâm Eden ở bang Virginia. Cùng tham gia là ông Hùng Cao, cũng thuộc Đảng Cộng Hòa và đang tranh cử làm thượng nghị sĩ liên bang. Theo tường thuật của trang Fox 5, ông Donald Trump đã phát biểu trước đám đông các ủng hộ viên tại trung tâm Eden, khu thương mại lớn nhất của người gốc Việt ở bờ đông nước Mỹ vào sáng ngày 6 tháng 8 rằng: "Tôi không biết đó là gì, cần có người giải thích, nhưng cộng đồng người Việt yêu quý tôi và tôi yêu quý họ." Đứng bên cạnh ông Donald Trump là ông Hùng Cao, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa chạy đua để giành một ghế thượng nghị sĩ đại diện cho bang Virginia tại Quốc hội Hoa Kỳ. Số ca tử vong vì nắng nóng tại Hoa Kỳ tăng gấp đôi trong 25 năm. Một nghiên cứu mới cho thấy là xu hướng đáng lo ngại xếp theo thiệt hại về người liên quan đến nhiệt độ cao trên khắp nước Hoa Kỳ với tỷ lệ tử vong tăng gấp đôi trong 25 năm. Nghiên cứu được công bố vào ngày 26 tháng 8 trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ dựa trên kết quả phân tích dữ liệu ghi chép của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC về các ca tử vong trong giai đoạn năm 1999. Năm 2023, trong đó nhiệt độ cực cao là nguyên nhân chính hoặc là một phần. Theo đó, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng số ca tử vong liên quan đến nhiệt độ cao từ khoảng là 1069 vào năm 1999 lên đến 2325 vào năm 2023, tương đương mức tăng là 117%. Hoa Kỳ treo thưởng 2.5 triệu Mỹ Kim để truy bắt tin tặc quốc tế. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 8, chính phủ Hoa Kỳ thông báo treo thưởng lên tới 2.5 triệu Mỹ Kim cho bất kỳ thông tin nào dẫn tới việc bắt giữ Volodymyr Kadaria, một tin tặc quốc tế đã bị truy nã gắt gao. Tin tặc Kadaria, 38 tuổi, mang hai quốc tịch Belarus và Ukraine, bị cáo buộc tại New Jersey vào tháng 6, 2023, tội danh sử dụng các phương tiện giao tiếp điện tử như Internet, điện thoại, email để lừa chiếm đoạt
đoạt tài sản của người khác và âm mưu sử dụng máy tính để lừa đảo. Kadaria bị cáo buộc là đồng phạm của Maxim Sinaku, 38 tuổi, cũng mang hai quốc tịch Belarus và Ukraine, đối tượng đã bị bắt dẫn độ từ Ba Lan tới Hoa Kỳ vào tháng trước.